Rồi tiếp theo video 177 ha anh em. ba cây tổng hợp ha. Combo 3 cây tổng hợp. Nè, cây uh, thứ nhất là hồng ngọc mai ha anh em. Cây này thì cò quái khá đẹp ha. Anh em coi nè, cái này về mình vô cái chậu quạt không thôi, cái chậu đổ á. Thôi vô chậu ống cũng được ha anh em. Cao nè. Cao tầm 15 cm ha. Anh em coi nè, cái co nè. Dây nhôm này thì anh muốn cố định cho nó đẹp thôi, về anh em mình vô cái chậu mình chơi tạm đi. Rồi giờ tầm có một hai tháng gì đó chứ mình mở dây này ra ha mở lấy công dây nhôm ra thôi để gì nó nói, nói chung là nó cũng bình thường thôi anh em tàn ám ấy ha co khá gắt luôn nè tàn ám ấy. đang ra lá non ha rồi cây này cây uh, linh sam ha anh em linh sam quái nè này trồng từ hạt ha này về anh em vô máy kẽm này nè bung bung ra ha là nó cũng ấm tàn mình vô chậu mình ném vô chậu mini mình chơi cũng được ha anh em rồi, đây là một cây dâm bụt nữa ha nè Dâm bụt Đài Loan Đó, Củ khá là to luôn ha Củ cho bá luôn Rồi, combo ba cây này em xin cho lưu với anh em giá 400k bao ship ha 400k, 3 cây tổng hợp Rồi, anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại của em ha